sáng 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại phiên toàn xét xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng đốc Tập đoàn Trung Nguyên, và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của bà Thảo, ông Vũ và kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo yêu cầu của bà Thảo, phiên tòa được xét xử bí mật. Hồi tháng 3 vừa qua, cấp sơ thẩm đã tuyên án vụ ly hôn này. Cụ thể, bà Thảo được quyền nuôi 4 người con. Ông Vũ có bổn phận cấp dưỡng số tiền nuôi 10 tỷ đồng năm tính từ năm 2013 cho đến khi các con trưởng thành. Ông cũng có quyền yêu cầu đổi mới quyền nuôi con nếu đủ điều kiện. Về các bất động sản, ông Vũ được giao quản lý 6 bất động sản trị giá khoảng 350 tỷ đồng. Trong khi đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo giao quyền sử dụng đất và tài sản của 7 bất động sản trị giá 375 tỷ đồng. Liên quan tới khối tài sản trị giá 1.764 tỷ đồng được gửi tại các ngân hàng cũng như cổ phần các công ty tại Tập đoàn Trung Nguyên, tòa phán quyết chia tỷ lệ 6-4 nghiêng về phía ông Vũ. Trong khi tòa còn tuyên bà Thảo buộc phải chuyển giao toàn cục cổ phần Trung Nguyên cho ông Vũ. Sau phiên bản án sơ thẩm, cùng phi chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên đều có kháng cáo. Cụ thể, phía bà Thảo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm, mong muốn được đoàn tụ cùng chồng. Bà không đồng ý với khái niệm của tòa về việc chia tài sản theo tỷ lệ 6-4, chuyển toàn cục cổ phần đồng nghĩa giao quyền điều hành công ty cho ông Vũ. Về phía ông Vũ, ông chủ cà phê Trung Nguyên kháng cáo yêu cầu tòa chia lại tài sản theo tỷ lệ 7-3 với lý do đã đóng góp nhiều hơn cho Trung Nguyên. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có phiên bản kháng nghị toàn cục phiên bản án với nhiều nội dung không đồng ý với cấp tòa cùng cấp, cho rằng phiên bản án sơ thẩm tuyên không vừa đủ các khái niệm mà cơ quan công tố này nhận định tại phiên